bữa tối họ hoàn toàn không bán gì cả. Chúng ta thấy một màu đen. Chúng ta nhìn ánh sáng ngoài kia, đó là đường Nguyễn Trãi, một con phố thời trang rất là náo nhiệt. Con phố này nhà nước công nhận là con phố thời trang ở Sài Gòn nè. Nhưng mà bây giờ là cái như salon tóc thì phải. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi lang thang từ đường Thành Thái, đi qua chợ Bào Sen và đi đến con đường Nguyễn Trãi, đi xem cảnh mua bán tấp nập ở Sài Gòn về đêm như thế nào ha. Để có dịp thì chúng ta có thể đến đây và mua sắm, tham quan mua sắm. Thì theo hướng này thì chúng ta sẽ đi thẳng đến đường Cộng Hòa, mà con đường mà lúc nãy chúng ta vừa đi qua đó. Rồi bên tay phải chúng ta có con hẻm, chợ Bào Sen 379, hẻm 379. Chợ này thì bữa tối họ hoàn toàn không bán gì cả. Chúng ta thấy một màu đen. Bình thường ở chợ này thì cũng chỉ có một đường thẳng như thế này, và có cái nhà rẻ bên tay trái là bán cá. Thì trong cái hẻm bán cá đó thì cũng có một số cô chú anh chị ở trong hẻm đó, nhưng mà thì có dịp thì em sẽ quay trở lại và đi vào cái hẻm đó để bà con mình cùng xem lại ha. Chợ Bào Sen về đêm vắng vẻ. Đây có cái nhà rẻ bên tay trái thì là những cái chợ cá ban ngày. Chúng ta nhìn thấy cảnh vắng lặng. Đến con ru đoạn mà bây giờ là cái như salon tóc thì phải, cho thuê lại rồi. Bên kia đường thì có cái cửa hàng Adidas, cũng là mới đây thôi. Đây ta nhìn ánh sáng ngoài kia, đó là đường Nguyễn Trãi, một con phố thời trang rất là náo nhiệt ở Sài Gòn. Ở đây thì có cái quán bún bò, hôm nào thì có dịp chúng ta sẽ đến đó review ha. Đây là chúng ta đã ra con đường Nguyễn Trãi, con đường mua bán thời trang, quần áo thời trang rất là tấp nập ở cái quận 5 này. Theo hẳn thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đến chợ lớn và đường Nguyễn Tri Phương. Ở đây cũng có rất là nhiều cái shop thời trang cũng như quán karaoke nè, họ trang trí rất là đẹp. Con đường này lên màu rất là đẹp ha, sáng sủa, cũng là hình ảnh ngược lại so với chúng ta đi chợ lúc nãy. Con phố này nhà nước công nhận là con phố thời trang ở Sài Gòn nè. Do hôm nay là đầu tuần nên chúng ta thấy không có tấp nập cho lắm so với những ngày cuối tuần.
chúng ta gần đến cái đường ngã tư Trần Bình Trọng, nhà thờ Chợ Quán. Chúng ta đi một tí nữa thôi là đến cái nhà thờ Chợ Quán rồi. Đây, quần áo rất là rẻ luôn. Khoảng 100.000 họ bán trong các con hẻm này nữa nè, đồng giá 50.000 luôn. Một bộ đồ này có 50.000 thôi nè, chừng chừng 2 đô đó. Rất là rẻ ha. Còn bên kia là những cái shop. Biết vì bữa nay vì sao vắng rồi. Không phải là do đầu tuần đâu. Mà là do có cái xe đô thị ở trên kia, họ không cho bán. Đồng giá 50.000. Quần dài ống rộng 80.000. Do là không có nhu cầu mua sắm nên mình không tiện hỏi ha. Tại vì bữa nay họ bán không được rồi thì mà còn lại hỏi nữa thì sẽ ăn đòn ha. Rất là nhiều luôn. Áo thun 50.000. Ở đây nãy giờ chúng ta nhìn giá là có khoảng 50-100.000 thôi. Những cái shop thời trang nằm ở vỉa hè đây. Một cái 5.000, xả hàng luôn 60.000 luôn, bao đổi luôn. Chúng ta nhìn bên đường thì những shop bên kia không có đông như bên đây, tại vì không có người bán ngoài lề đường. Đây, chúng ta đang ở giao lộ Nguyễn Trãi và Trần Bình Trọng. Nay có anh chị comment là hẻm 22 Trần Bình Trọng, thì em xin hẹn lại những video sau ha. Chúng ta sẽ đi vô hẻm khám phá thử những con hẻm ở Sài Gòn có gì đặc biệt. Mỗi hẻm là mỗi khác ha. Đây, thẳng hướng này thì khoảng chừng 50m nữa thì chúng ta sẽ đến nhà thờ Chợ Quán, và con đường Trần Hưng Đạo kế đến nữa là bến Hàm Tử. Nay là Võ Văn Kiệt. Còn theo hướng này thì chúng ta sẽ đến chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Campuchia. Những quán ăn tấp nập về đêm ở trong chợ. Thì hôm nào em sẽ đi chợ về đêm để gửi cô chú anh chị và bạn xem Campuchia, để có dịp chúng ta đến ta ăn vặt ha. Đây thì có những cái bạn đứng ở đây họ chào mời khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây cũng ngoài ra, ngoài những cái hàng rong ngoài đường thì cũng có những shop hàng hiệu ha. Cái mặt tiền ở đây rất là mắc, có giá một cái căn nhỏ nhỏ thôi cũng có giá 1-2 ngàn đô. Những cái căn lớn thì sẽ có giá cao hơn nữa ha. Mặt bằng nhỏ nhỏ cơ bản thôi thì cũng cỡ 1 ngàn đô đó, mặt bằng nhỏ nhỏ bán dép vậy thôi đó. Rồi giày dép đây thì khoảng chừng 100 ngàn. Ở đây hồi xưa có cái sân banh, thì bây giờ chắc cũng còn cái sân banh đó trong cái hẻm này ha. Cái hẻm này đi vô cái sân vận động mà phía sau cái trường mầm non lúc nãy chúng ta vừa đi qua đó. Đây thì tới ở dưới đất rồi nè, giày dép rất là nhiều luôn. Dép con nít quá trời luôn. Giày người lớn, vỏ sách. Wow. Chúng ta nhìn bên đường thì ngày xưa là nhà xưa đó, nhà hàng nhà xưa. Bây giờ sau rất là nhiều chủ rồi, bây giờ là Việt Phổ Lộc. Đây thì bán điểm súm cơm tấm cơm sườn. Ở đây chúng ta có cái hẻm để đi thông ra cái nhà thờ chợ quán luôn nè, hẻm 51 Nguyễn Trãi. Ở đây có cái shop shop quần áo chỉ có 19 ngàn đây nè, có gì thấy. Đương nhiên giá tiền nhỏ thì đồ sẽ nhỏ ha, quần áo nhỏ thôi. Đây chúng ta đang có mặt ở đây là ngã ba Nguyễn Biểu. Nguyễn Biểu và Nguyễn Trãi đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ về cầu Chữ Y. Ở đây năm xưa có cái quán ăn nổi tiếng Hiệp Hòa. Nhưng mà bây giờ là cái hình như salon tóc thì phải, cho thuê lại rồi. Bên kia đường thì có cái cửa hàng Adidas, cũng là mới đây thôi. Đây thì có đồng hồ, túi sách. Ngay trước cửa cổng sau trường Bác Ái năm xưa. Ta đến khu vực bóp với nón nè. Đây có vali. Đừng có quay đây anh. Dạ hiểu à. Đừng quay. Dạ biết à. Dạ đúng rồi chị, tới ngã tư là Lê Hồng Phong đó chị. Ngã tư tới đó ha. Không, bỏ ngã tư này, ngã tư trên là Lê Hồng Phong. Dạ dạ dạ, dạ. Vì họ sợ mình quay tự vì cái khu vực này không được bán ha, nên cũng ngại hỏi, ngại phỏng vấn. Là chị thấy nha, chúng ta đi ngang qua, ta lướt qua thôi. Như là cưỡi ngựa xem hoa, xem con phố bán buôn về đêm như thế nào ha.
bảo hiểm rồi nè. Đó. Rất là nhiều luôn. À, đến đây là cái thế giới nón bảo hiểm. À, giống như siêu thị, ta đi một phút không xem có một ngành hàng. Rồi chắc cái video này của em đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Chúc bà con mình ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Quần sọt chỉ 60.000, 70.000 thôi. Rồi, đây là giao lộ của đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Trãi. Khúc Nguyễn Trãi đằng kia là năm xưa là Võ Tánh. Thì bên đường chúng ta thấy nó nhiều cái shop bán vali, túi sách vẫn như ngày nào á. Những cái vali túi sách họ có sửa luôn, vali túi sách luôn. Nên các anh chị các bạn có nhu cầu thì chúng ta ra đây sửa ha. Ở đây làm cũng rất là rẻ. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đến chợ Nancy khoảng chừng 200m nữa thôi là chợ Nancy. Rồi bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.